Xin chào mọi người nha. Hôm nay lại giới thiệu đến các bác về một cái loại cây nữa, một vị thuốc nam rất là nổi tiếng của người dân Hòa Bình ở đây. Đó chính là cây sả đen nha các bác nha. Đây trên màn hình đây, màn ảnh đây các bác xem này, chính là cây sả đen nha. Cây sả đen này nó rất là nổi tiếng luôn. Và khắp nơi trong cả nước thì bây giờ người ta đang uống cái trà sả đen, có thể là hãm bằng cái lá sả đen này, thân lá quả hoa của nó để mà dùng để điều trị bệnh các bác ạ. Và cái cây này thì sử dụng toàn thân được các bác nhá. Vậy bây giờ đang là cái mùa mà cái quả của nó chín rồi các bác này. Quả nó chín thì nó có màu vàng cam rất là đẹp mắt này. Còn cái quả này là mới sắp chín thôi. Còn cái hoa của nó là màu trắng này các bác này. Trắng li ti như vậy. Đấy, ở đầu cành. Và đây là cả một cái vườn sả đen luôn này các bác này. Đấy, vườn sả đen của dân người ta trồng này. Và trồng đây thì trồng mang tính chất là trồng nó cũng hoang dã thôi các bác. Cũng ít được chăm bón lắm. Đây này, cỏ mọc đầy rồi các bác. Có mọc đầy rồi. Cái lá sả đen mà lá non của nó thì nó thường là có cái màu mà nó tím tím đây như trên hình đấy nha các bác nhá. Còn nhiều bác thì hỏi bảo làm thế nào để nhận dạng đúng cái cây sả đen Hòa Bình hay không ấy. Thì thực ra có nhiều bác thì cứ nghĩ rằng là cái lá sả đen Hòa Bình thì nó phải có răng cưa, tức là lá nó phải lượn sóng ấy, nó có răng cưa đây này. Như trong hình đây thì các bác thấy đây. Đây là lá nó lượn sóng có răng cưa đây. Này, nó nhọn đây nhá. Có răng cưa này. Đấy, tuy nhiên trên cùng một cây thì chúng ta thấy là có những cái lá nó cũng không lượn răng cưa đâu. Đấy, nó bởi vì nó lá nó có thể là nó nhẵn, nó dần dần cái mép lượn sóng này nó sẽ là mất đi. Đây này các bác thấy này, nó không còn cái mép răng cưa nữa, cùng một cây đấy. Đấy, cho nên nó cũng đều là sả đen cả thôi nhá. Đây này, không có răng cưa đâu nhá. Đấy, cái cành này không có răng cưa đâu này. Đấy, các bác lưu ý như thế nha, thì nó cũng đều là sả đen cả thôi. Đấy, chứ chúng ta không phải là mua mà thấy cái chỗ mà có nhiều răng cưa thì mới phải, còn chỗ nào mà lá không có mép răng cưa thì lại bảo là không phải là sả đen, thì cái đấy không phải đâu. Thì hôm nay em quay thực tế cho các bác xem luôn đấy. Bác xem đi nhá. Còn về cái cây sả đen thì em giới thiệu luôn các bác về cái công dụng, cách dùng luôn nha các bác nhá. Cái cây sả đen này thì hiện nay người ta đang sử dụng rất là nhiều để mà dùng để điều trị những bệnh gì. Thứ nhất là những cái bệnh lý mà liên quan đến viêm gan vàng da này các bác này. Đấy, rồi là sơ gan này, viêm gan virus cũng có sử dụng cái loại sả đen này để điều trị. Đấy. Nhưng mà chủ yếu nhất là điều trị viêm gan, rồi men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan vàng da. Và hiện tại mà được nhiều người sử dụng nhất đó là nó hỗ trợ điều trị ung thư gan các bác nhá. Và một loạt các cái loại ung thư khác như là ung thư tuyến giáp này. Này, vân vân. Thì có dùng cái sả đen này để điều trị. Sả đen này thì cái vị của nó là vị hơi ngọt và tính mát nhá. Này, tính mát. Chính vì vậy mà nó điều trị những trường hợp mà mỡ máu cao này, này huyết áp cao này, đưa về huyết áp bình thường thì rất là tốt. Ngoài ra nữa thì người ta dùng để mà điều trị những cái trường hợp mà nổi mẩn ngứa do cơ thể nóng trong ấy, nổi mẩn ngứa, nổi mụn nhọt lên thì cái này nó tiêu viêm này, nó tiêu các cái nốt mụn nhọt đi, mẩn ngứa. Đấy, khi mà người chúng ta có thể là do cái chức năng gan suy giảm thì nó dẫn đến cái hiện tượng đó là nóng trong và da rẻ của chúng ta thường nổi cái mẩn ngứa lên và mụn nhọt lên, thậm chí nổi lên khắp cả trên mặt đấy. Đấy, thì chúng ta dùng cái này để uống thì nó là lặn rất là nhanh nha các bác nhá. Nó lặn rất nhanh. Tiếp nữa là người ta còn điều trị đau nhức xương khớp nữa, đau mỏi mình mẩy thì dùng cái này để điều trị. Và ngoài ra còn giúp an thần, ngủ ngon giấc. Và nó thanh lọc cơ thể. Cái này nó giải độc tố trong cơ thể người mà của chúng ta mà các bác. Giải độc gan rất là tốt. Và cái hiện nay ấy, thì rất nhiều công ty người ta cũng đã dùng cái này để mà làm cái trà sả đen. Để mà bán cho mọi người sử dụng. Hiện tại thì em đang bán cái lá sả đen này với cái giá hàng khô ấy, thì đang giá là 80.000 một kg nha các bác nhá. Phơi khô nhá. Nếu như bác nào có nhu cầu sử dụng cái lá sả đen này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0388984410 và đó cũng là số Zalo của em luôn. Về cái liều dùng thì các bác mỗi lần dùng cái này thì hãm trà hoặc các bác đun nước uống ấy. Đun nước uống thì đun mỗi lần từ khoảng độ 40g đến 50-60g, nói chung là cứ một nắm to. Các bác cho vào đun với khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước và các bác đun lại còn khoảng 1 lít thì các bác chia làm 3 lần uống trong ngày. Có thể là uống lúc đói cũng được nhưng mà thường là uống sau ăn 30 phút thì nó tốt hơn. Đối với những người mà tỳ vị hư hàn, chân tay bụng lạnh thì các bác nên uống sau ăn 30 phút nhá. Đấy, còn những người mà bình thường do nóng trong đấy, rồi là nóng trong người huyết áp cao mà hay bị táo bón thì các bác uống trước ăn thoải mái nhá, uống lúc đói càng tốt. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng cái lá sả đen Hòa Bình này. Đây như trong hình các bác quan sát thôi nhá. Đấy, quả của nó chín rất là đẹp đây này. Đấy, đỏ màu vàng cam. Quả lúc mà đang còn xanh thì nó có màu lục, nhưng mà lúc chín thì nó như vậy đấy. Đây là cả một cái vườn sả đen luôn các bác này. Vườn sả đen Hòa Bình nhá các bác nhá, trồng hoang dã luôn chứ cũng không chăm bón gì nhiều đâu. Đấy, cho nên là nó lá của nó cũng không được to cho lắm.
Nhưng mà chính vì chúng ta không bón nhiều phân bón ấy, chúng ta trồng tự nhiên như vậy ấy, không sử dụng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón, thì cái tác dụng của nó lại mới tốt hơn cho cơ thể chúng ta. Vì cái này chức năng của nó chủ yếu là phải thanh lọc giải độc cơ thể mà, giải độc gan mà. Nếu như chúng ta mà còn dùng thuốc trừ sâu hoặc là chúng ta mà bón nhiều phân bón vào thì có thể là ta dùng vào thì cái chất lượng lá, một là nó giảm này, nó không đủ dược tính. Cái thứ hai nữa là có thể vào trong cơ thể chúng ta nó còn làm có tác hại, đó là nếu mà chúng ta dùng nhiều thuốc trừ sâu hoặc phân bón nhiều quá, đặc biệt là phân bón hóa học ấy, thì có thể còn hại gan cơ. Chứ còn phân bón hữu cơ chẳng hạn như là phân chuồng ngoại mục, phân bò, phân trâu, phân dê thứ thì cũng tốt thôi, không sao cả. Nhưng mà tốt nhất là ta trồng thì cũng chăm bón ở mức vừa phải, mang tính chất là nó gần gũi với thiên nhiên, nó hoang dã một chút thì dùng bao giờ cái dược tính của nó cũng sẽ rất là cao. Mặc dù là cái năng suất thì nó hơi thấp, nhưng mà cái chất lượng lại rất là tốt. Đây này, ở đây người ta để đang còn cỏ lẫn với cả cây xạ đen luôn. Các bác xem này, những cái cây linh tinh là cỏ dại cả thôi. Đây. Em đang bán là 80.000/kg nhé. Bác nào mà mua từ 5 đến 10kg thì em bán với cái giá là 75.000 với 70.000/kg thôi nhá. Đấy, đấy là các bác được giá xỉ. Còn những ai mua số lượng lớn thì được giá xỉ nữa nhá các bác nhá. Đấy, về mua số lượng lớn thì dân người ta mỗi hôm người ta làm chẳng hạn như chặt luôn cả một tạ hay là 2-3 tạ người ta làm, thì lúc đấy thì nó mới có công, thì giá thành nó mới giảm xuống được. Đấy, như vậy cả cái bãi này là đều trồng xạ đen. Đây chỉ là một cái nương người ta trồng, một cái bãi người ta trồng vậy thôi. Còn vài bãi nữa như thế cũng to như này nữa. Nói chung là cái đất Hòa Bình là đất trồng xạ đen rồi, các bác cứ yên tâm. Xạ đen Hòa Bình thì nổi tiếng cả nước rồi. Và em để lại số điện thoại cho các bác trên màn hình, đó là 0388984110. Đó là số Zalo của em luôn. Nếu như bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên. Xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.